Vâng, thưa anh em, nội soi dạ dày thì nghe rất là quen rồi đúng không? Nhưng mà anh em nghĩ sao ngày hôm nay tôi sẽ nội soi cái buồng đốt của ô tô? Và ngày hôm nay thì tôi có đây chú Kiên ở bên CRC. Chú Kiên ạ, chú giới thiệu giúp cháu về CRC đi, bởi thực sự là cháu cũng là lần đầu tiên cháu nghe đến CRC đấy. Dạ, sản phẩm của CRC là một tập đoàn lớn của Mỹ, có 28 nhà máy, ra đời từ năm 1968. Đấy. Thì thế CRC là chuyên các cái sản phẩm phụ trợ ô tô đúng không chú? Không, sản phẩm của CRC là chuyên dụng cho sản phẩm công nghiệp. Sau khi bọn tôi về thị trường Việt Nam cảm nhận thấy là sản phẩm của CRC rất là tốt, cho nên bọn tôi có nhập sản phẩm phụ làm sạch cho ô tô. Công nghiệp tức là trước kia là chuyên như kiểu là cái các cái máy móc kiểu là để khoan đào khoáng sản này, hay là tàu thủy, mấy cái xe to đúng không? Sản phẩm của CRC chủ yếu là dành cho máy bay, Vaico, máy bay khoáng sản, khai khoáng. Máy dùng để dùng để đến hóa chất mà nó làm mòn và làm han gì thì dùng sản phẩm của bọn tôi là của tập đoàn CRC. Thế là bây giờ là mình làm thêm cả cho ô tô nữa. Đúng rồi. Ví dụ ở đây chúng nói nhanh giúp cháu đi. Đây là cái sản phẩm làm sạch bụi than cho buồng đốt động cơ ô tô. Thì cái nghĩa là bụi than khi, sau khi dùng ta ăn đồ tạp vào, dạ dày của ta nó sẽ bị bẩn. Mình nội soi và trước khi dùng cái này nó bẩn như thế nào và sau khi nội soi nó sạch như thế nào. Còn đây là cái sản phẩm làm sạch xúc bắp nạp. Turbo. Xe đầu turbo chuẩn rồi. Và đây là sản phẩm trước khi thay dầu sục khoang máy. Làm sạch khoang máy. Gọi là xúc rửa. Xúc rửa khoang máy trước khi thay dầu. Thay dầu. Còn đây là cái sản phẩm phụ trợ làm cho tăng độ bôi trơn, làm giảm tiếng ồn cho động cơ, là sản phẩm của CRC. Trước kia là xe cháu cũng trải nghiệm rất là nhiều các cái loại dầu rồi phụ gia khác nhau rồi. Cháu thấy như này không biết là có đúng hay không. Thì mình cứ coi cái xe giống như người đi. Thì xăng nó là thức ăn. Đúng rồi. Còn dầu nhớt rồi những cái phụ trợ thì nó như kiểu là cái tụy để nó bổ sung và hỗ trợ cho cái quá trình tiêu hóa. Đấy thì sau khi là ông muốn kiểm tra xem là cái ông này ăn uống có tốt hay không, có bảo vệ sức khỏe tốt hay không thì ông đi soi cái bụng. Đúng rồi. Để xem cái hệ tiêu hóa của ông ấy như nào. Thì hôm nay là chú soi thử cái bụng cái xe của cháu gái. Rồi. Bụng vợ cháu gái. Có gì không? Rồi. Đấy, hôm nay ta sẽ bắt đầu nội soi cái buồng đốt của chiếc xe này, cô vợ hai của anh Linh này. Dạ vâng. Đấy thì đây là cái buồng đốt. Dạ vâng, đấy. Tôi quay ngược lên để xem cái ui nội soi dạ dày người cũng chọc như thế này luôn. Không, người da thì tôi khác chứ đây mình là sắt thép. Chọc cũng đúng giống kiểu nội soi dạ dày người. Thực ra thì tôi đi nội soi dạ dày một lần rồi nhưng mà mình nội soi gây mê và mình nhìn ghê lắm. Đấy thì đây anh em tưởng tượng thì đây là cái như là cái bụng. Đấy thì cháu cũng muốn kiểm nghiệm xem là trước kia là cũng hay giới thiệu với anh em là loại này loại kia. Thì xem là rồi đây rồi, cháu bắt đầu nhìn thấy cái buồng đốt của vợ cháu ở đây. Đây là cái mũi than nó bắt đầu hình thành. Xe bạn mới đi có 2 vạn cây mà nó đã như thế này rồi. 4 vạn cây nó đã như thế này rồi. Đây các bạn nhìn này. Thế này là nhiều hay ít chú? Thế này là cũng là tương đối nhiều rồi. Vẫn bằng vàng nhưng mà chỗ bằng vàng này chỗ là vẫn ok này. Chỗ vàng là chỗ sạch. Vẫn sạch đấy. Còn chỗ đen kia là đấy, mũi than đã hình thành đấy. Bắt đầu hình thành mũi than này. Trông ghê ghê ấy. Đây, bây giờ cái mũi than cái kẽ của cái xúc pháp này. Nếu như mà cái miếng này nó rơi kê vào đây thì sẽ sau là gọi là kênh xúc pháp. Tại sao đi ra ta sửa người ta gọi là xe anh bị kênh xúc pháp. Hụt hơi là do cái mũi than này nó làm ảnh hưởng đến xe của mình. Các bạn nhìn này. Đã bắt đầu mũi than vào đầu cái xúc pháp của các anh này này. Nhưng mà đây là cũng mới đúng không? Một lớp mỏng. Lớp thế mỏng. Mình mới phải làm ngay. Làm ngay lúc mỏng. Thấy chưa? Đây cái kẽ này là đây mũi than này. Sau này nếu như mũi than nó dày lên nó rơi từng miếng những miếng nó rơi vào đây thì hơi nó sẽ bị kém đi.
nguyên nhân mà để muỗi than nó nhiều như thế thì là bao gồm những nguyên nhân gì ạ? Bồng đốt này nguyên nhân chứa là giá xăng. À, do xăng. À, do nguyên liệu của mình. À, do mình ăn cái xăng này. Còn dầu nhớt lại là cái khác là cái bôi trơn. Thế về cơ bản là với một chiếc xe 4 vạn cây là bắt đầu là có cái lớp bám luôn. Vẫn hơi sạch sạch một tí. Bởi vì là thực ra thì xe cháu là cháu cũng khá là chăm. Thỉnh thoảng là cháu cũng đổ các cái dung dịch mà vệ sinh bồng đốt, đổ trực tiếp vào bình xăng. Rồi. Để ra đây. Thế mà đến bây giờ nó vẫn như vẫn thế, như thế tức là lần cuối cùng cháu dùng cái mà để vệ sinh bồn đốt là cách đây khoảng tầm hơn 1 vạn cây. Đúng rồi, hơn 1 vạn cây. Thì à, nếu mà với cái sản phẩm của CRC thì mình sẽ dùng định kỳ khoảng bao nhiêu? Định kỳ theo như khuyến cáo của bên nhà sản xuất ấy. Dạ. 10.000 à 10.000 cây. À, tức là theo khuyến cáo của nhà sản xuất là một vạn, tức là 10.000 km là chúng ta làm một lần. Làm là hợp lý luôn, đúng không? Một trong 1 vạn. Thế cái sản phẩm này nó nằm kín động khít động cơ thì nó sẽ giảm được 6% sử dụng nhiên liệu vì hơi nó đóng kín. Cho nên là nếu như bạn dùng cái sản phẩm của bọn tôi 700.000, nếu mà các bạn tính dần ra mỗi lần đổ xăng trong 10.000 cây ấy, 1 vạn cây ấy, thì giá thành cũng chỉ bằng các bạn đổ xăng. Tức là cái lượng xăng tiết kiệm được nó bằng số tiền mình phải chi ra để mua ra. Là 0.6% theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Nhưng mà cái này thì mình phải đổ vào xăng, ngoài ra cháu phải đi một thời gian test lại được. Tức là hết một bình xăng đầu hết tiên. Hết bình xăng đầu tiên. Đầu tiên bạn đổ cho tôi là đầy bình, trước khi ra cây xăng bạn đổ cái bình gasoline vào. Vâng. Sau đấy là bạn đi cho tôi cạn cái bình xăng đấy. Dạ. À, thì chúng ta sẽ soi lại. Ta sẽ soi lại xem là cô vợ của anh có sạch hay không. Ok. Đấy thì hôm nay thì bên cạnh là cái đó thì cháu muốn là trải nghiệm cả mấy cái sản phẩm chúng mang đến nữa. Đây, như vậy là cái mà để vệ sinh bồn đốt là cái này đúng không chú? Đúng rồi. À, bên cạnh đó thì hôm nay mình còn cái sản phẩm gì để cháu trải nghiệm luôn một thể các cái... Đây là cái sản phẩm làm sạch Supap Lạp. Đây, cái Supap đây, cái nấm này, thường thường nhân Việt Nam gọi là nấm. Dạ vâng. Theo như kỹ thuật thì đây là Supap. Dạ vâng. Đấy, và turbo. Khi mà piston đẩy lên thì turbo nó sẽ bổ trợ không khí vào để... Đúng rồi, nó sẽ bơm không khí bơm vào để tăng giảm độ mút của piston. Thế cái này nó sẽ làm sạch cái cánh quạt đấy, cái turbo đấy. Tức là cái này là xe mà turbo là rất là cần thiết. Rất là cần thiết. Cái thứ hai là làm sạch được cảm biến gió, bầu catalytic. Nếu như xe khí thải Euro 4. Những dòng xe nào mà có bị cảm biến khí thải, đã bị báo lỗi, dùng sản phẩm này sẽ đảm bảo sẽ hết. Không cần phải thay gì cả. Cảm biến khí thải đấy, thế là anh em nào mà xe báo lỗi cảm biến khí thải. Đúng rồi. Nhớ thì nên dùng cái này. Cái này. Còn cái này là xúc rửa. Cái này là cái xúc trước khi thay dầu rồi. Trước khi thay dầu, trước khi sau khi vận hành ấy. Dạ vâng. Thì dầu sẽ bị cháy. Dạ vâng. Tạo ra những cái cặn bẩn. Dạ. Thì ta nên dùng cái này để làm sạch đi. Dạ. Tức là mình đổ vào cái chỗ bình dầu vào, rồi, đúng không? Đổ bình dầu trước khi thay dầu, đổ máy 5 phút, không tải 5 phút. Xong rồi xả dầu sau ra. Đấy xả dầu ra, sau bơm dầu mới vào. Còn đấy đây thì cháu đi lần nào thay dầu là cháu cũng sẽ dùng cái xúc rửa động cơ luôn. Còn đây là cái piston, là cái phụ gia làm tăng độ bôi trơn và giảm tiếng ồn của động cơ. Tức là cái này mình đổ thêm vào, đổ dầu xong mình đổ thêm vào. Đúng rồi, đổ thôi. Nhưng mà mình cũng phải giảm bớt cái lượng dầu đi một chút để bù vào cái lượng này đúng không chú? Trước khi mình thay dầu mình có tăm thăm mà. À vâng, đấy. Dạ, rồi ok. Vâng, thế thì cái hôm nay dung lượng nó không nhỏ đâu. Mình sẽ phải thử trải nghiệm như thế này. Thực ra thì xe cháu đi được 1 vạn rồi cháu cũng sẽ thay dầu luôn. Thì hôm nay là mình làm luôn. Thế thì bây giờ nếu mà muốn mua những cái sản phẩm của CRC ấy, thì mình có những cái kênh nào chú nhỉ? Ví dụ như ở đây thì hôm nay là ở báo đỏ này, thì có trực tiếp ở báo đỏ luôn. Báo đỏ này. Dạ. Trên Atofang này. Atom ấy ạ. Có là bên Tai Fan. Tai Fan. Rồi Tai Fan là của bên thì ô tô chắc quan. Là anh em ai cũng biết. Dạ vâng, Tai Fan là của Tai ô tô Fan, quan rồi. Diễn đàn mà cháu cũng rất là quý anh em ở bên đó. Dạ. Bên Tai Fan cũng có của chúng tôi. Tức là hiện tại là có ở anh em đến trực tiếp báo đỏ hoặc là đến Tai Fan là Tai trung tâm dịch vụ lốp của ô tô quan. Đúng rồi. Sẽ trải nghiệm trực tiếp CRC ở đó. Đúng rồi. Còn nếu mà anh em mà muốn mua online thì mua là chủ kênh là website và có CRC Lazada gì đấy không? Có, trong cứ vào đánh CRC Auto website. Đấy, thì cháu sẽ để cái đấy ở dưới CRC Auto ở dưới cho anh em chăm sóc ô tô cửa Mỹ đây.
tất cả một cái của ông tôi là như thế này. Dạ, dạ vâng. Là vào Facebook là còn là sẽ... À, dạ vâng, thôi cháu muốn trải nghiệm thực tế bởi vì à, cháu nghĩ là cái đấy anh em quan tâm. Thôi mình cứ nói gì thì nói, quan trọng là khi mình dùng bò xe thì nó sẽ thể hiện như thế nào thì đúng cái rồi. Xe của mình. Vâng. Nói chung là nói thế nào hay không hay dạ, thì vâng. bằng thực tế ta dùng sản phẩm dạ. Lúc đấy thì vâng. sau khi đấy ta nội soi lại thì, dạ. thì vâng. xem sản phẩm nó nói nên điều gì dạ, vâng. Chứ còn không phải là mình nói là hay thì nó là hay, nhưng mà thực tế đấy hôm nay tôi nội soi máy của xe của anh đúng không dạ. Sau khi anh đi hết bình dầu này thì tôi về tôi sẽ nội soi lại vâng. bằng cái sản phẩm của bọn tôi. Một bình đầy thì cháu đi chắc cỡ khoảng cứ tính là một tuần đi. Ừ. Vâng, thì một tuần nữa chúng cháu mình sẽ gặp lại nhau ở đây. Ừ. Còn nếu mà nói được bằng cảm nhận thì nói thật với mẹ Linh này. Dạ. Vì các bạn đi xe chỉ 5-10 cây một thôi. Ngày nào bạn nổ thì xe bạn vẫn nổ. Thì các bạn không thể nào cảm nhận được sự thay đổi của... Vâng, đúng rồi. Và sản phẩm nói thế nó có lắm. Bây giờ ông nào vừa mới đổ này xong lên xe, úi dồi ôi, sao xe nó đấy. Mượt thế là... Còn xe máy nó... dầu thì chắc chắn là mượt. À. Riêng đảm bảo. À. Tức là cái này là xe này. Máy xăng là dùng loại riêng mà máy dầu là dùng loại riêng. Đúng rồi. Dạ. Dạ vâng, ok ạ. Đấy thì đây là một số những cái sản phẩm của CRC. Hôm nay thì tiện sang bên báo đỏ thì gặp chủ kia ở đây cũng hỏi thăm và nghe chủ giới thiệu sản phẩm. Thế bây giờ nhờ các bạn là ta dừng thử cái sản phẩm này luôn. Dạ vâng. Để chứng kiến xem là vâng. nó đẩy muội than của turbo ra như thế nào. Dạ vâng, nó sẽ xì đẩy. Ra đúng không? Ừ. Đấy. Dạ vâng. Thế bảo okay. nhờ các bạn lắp cho cái này có sẽ trải nghiệm được luôn này. Ừ. Cái này trải còn nghiệm các cái này thì là để thay dầu rồi. Thế là mình sẽ nhìn qua thay dầu này. Ừ. Còn cái này thì là đổ vào dầu thì không nói rồi. Ừ. Cái này thì mình sẽ trước khi đặt cây xăng sau một tuần nữa. Đấy. Vậy là ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng nghe chủ Kiên nói qua về các cái sản phẩm của CRC này, đặc biệt là có cái công nghệ camera của nội soi được cái bụng vợ cháu, là cháu rất là ưng thì cháu nhìn thấy rõ là bên trong nó như thế nào. Rồi. Và cũng đánh giá được cái tình trạng xăng ở Việt Nam, chắc một phần nào đó mình cũng sẽ đánh giá được. Cháu thấy là cái tình trạng xăng là cái mà anh em cũng phải lưu tâm. Đó là lý do tại sao mà cứ mình cũng phải dùng các cái này thường xuyên. Đúng rồi. Đấy, còn kết quả thì nó sẽ có ở phần cuối cùng của video này. Một tuần nữa thì chúng tôi sẽ thử, chúng tôi sẽ ghép luôn vào cái video này để anh em kiểm chứng. Nó cũng sẽ không cần phải nói gì cả, chỉ cần đối chiếu với cái hình ảnh nội soi từ trước và sau là được. Rồi. Cảm ơn chú Kiên rất nhiều ngày hôm nay đã đến đây và cho cháu được có cơ hội trải nghiệm những sản phẩm này, cũng như là cung cấp giúp những người xem và trả cả cháu nữa một số những các cái kiến thức lưu ý về những cái vận hành rất là cơ bản của ô tô. Cảm ơn chú rất nhiều. Anh em quan tâm tới những sản phẩm của CRC thì có thể qua báo đỏ đi Châu Linh, có hai cơ sở Trần Quốc Hoàn ở Nguyễn Văn Cừ, hay là qua Thai Phan, trung tâm dịch vụ lốp của ô tô Phan, và một cách mua hàng online nữa là qua website của CRC. Rồi. Đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ Mê Xe, và đừng quên ủng hộ CRC nếu anh em thấy thực sự đây là một cái sản phẩm chất lượng cho ô tô của anh em. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.